Chú ý, tin cập nhật mới nhất về luật di trú Mỹ, luật di trú nhập cư định cư tại Hoa Kỳ sẽ có nhiều thay đổi. Hãy tận dụng cơ hội này để giúp thân nhân quý vị có visa và định cư tại Mỹ nhanh nhất qua các diễn đầu tư EB3, EB5, du học hay bảo lãnh. Tổ hợp luật sư Premier International Law Group với đội ngũ luật sư lâu năm chuyên nghiệp về luật di trú chắc chắn sẽ giúp quý vị rút ngắn thời gian, rút ngắn khoảng cách. 888-202-2042 hoặc 714-254-5166, 714-254-5166. Hôm nay Ngọc Thanh xin được chào đón luật sư Đan Đào, là tổng giám đốc của tổ hợp luật sư Premier International Group. Kính chào Ngọc Thanh và kính chào khán giả của đài. Hôm nay chúng tôi có một người guest rất là đặc biệt, và đây là một người guest đã đến với chương trình để giới thiệu đến quý vị chương trình EB3 như thế nào, và anh đã có được cái thẻ xanh như thế nào trong thời gian rất là ngắn, chỉ có 8 tháng thôi. Và xin quý vị chào đón, đó là anh Sang Tay. Hi, how do you do today? Hi, I'm doing very well. Good. Can you tell us what circumstances do you know the lawyer Don Dao? Yes, kind of like indeed I did receive my green card after eight months, and like kind of like through Don Dao, kind of because I knew him because I live with my uncle. So kind of like while I was living with him, kind of he introduced me to kind of like this like amazing lawyer over here. Kind of like he is just like awesome in doing everything. Kind of like I'm so grateful for him in every case. Yeah. Kính thưa quý vị, F1 đây là chương trình du học ở tại Hoa Kỳ, và anh Sang Tay, anh là người Cambodia. Luật sư không phải là chỉ có làm việc với người cộng đồng người Việt chúng ta, mà luật sư làm việc với rất là nhiều cộng đồng. Và anh Sang Tay đây, anh giới thiệu anh đã có cái chương trình là du học, và khi mà đang được thừa hưởng cái chương trình du học mà luật sư đã chuyển đổi qua trở thành EB3, và anh đã có thẻ xanh vĩnh viễn, phải không luật sư? Dạ đúng vậy, trong vòng 8 tháng. Và xin luật sư nói thêm một chút xíu về cái chương trình cũng như là cái case của anh Sang Tay này. Anh Sang Tay là một du học sinh, thì như quý vị đã biết là một du học sinh, nếu một khi quý vị học xong thì quý vị phải đi về xứ, thì chúng tôi ở đây chúng tôi có một cái phương án là chúng tôi có những cái công ty bảo vệ, là bảo trợ cho quý vị. Quý vị đi làm công ty một thời gian thì sau cái thời gian đó quý vị có thẻ xanh và quý vị có thể ở Hoa Kỳ vĩnh viễn. Trong cái trường hợp này, anh Sang Tay, chúng tôi đã thụ lý hồ sơ và đã hoàn tất hồ sơ của anh ta trong vòng 8 tháng. Anh ta đã có thẻ xanh và hiện giờ anh ta đang làm cho một công ty Hoa Kỳ. How is the benefit of the company you working, and where is the company? Is it based in California? Yes, indeed. Kind of like the company that I'm currently working right now, kind of like it is in California, and it is around like the Southern California, around this place, and like it is very easy to commute to the workplace and to my place, and like I really love the job a lot, and I really enjoy working over there. Right. Too. And is the company related to what you are studying? The company. Yes, indeed. Kind of like it is related to what I'm studying, because like when I go there, because I want to become an engineer, so when I go there and I see kind of like the manufacturing and a lot of engineering working over there, I really, really enjoy kind of like seeing through the experience and the hardship of like what I'm going to do in the future. And I feel like kind of like the company that I'm working right now, like kind of like is perfectly fit to me. Wow, I'm amazing. Yes. Dạ, xin luật sư giải thích những gì anh Sang Tay vừa mới gửi đến quý khách. Dạ vâng, anh Sang Tay, anh nói là anh có một sự hân hạnh làm việc với lại một công ty mà cái việc làm của anh có thể liên hệ trực tiếp với lại những cái học vấn của anh. Anh học về vấn đề về kỹ sư, thì anh làm việc ở trong công ty mà nó về vấn đề manufacturing, tức là sản xuất. Thành thử qua cái quá trình đó anh có thể tu bổ thêm cái sự học vấn của anh. How would you explain to us a little bit about how did you communicate with lawyer Don Dao, and how do you like his service? Oh, okay. I did not know Don Dao because through my uncle who I'm currently live with, so he introduced it to me. So before I wasn't in the F1 visa, so I was like nervous and everything about that. So like when he introduced to me, he said like Don Dao is the one who can like maybe he is the one who can help us. So when I met with him, I feel like the first time it's just like give me a lot of hope, a lot of trust on kind of what is the EB3, and like go through the process and explaining me step by step, so I get into understand. So like I put through the process, everything kind of like
just working out for 8 months, it was like really like an experience and like learning a lot of things about like the did you know what is EB3 when you approach him, the lawyer Don Dow, or when you came to him, he was explained to know what it was? Before, I did not know what is EB3, so kind of like Don Dow was the one who kind of like explained to me about like what is EB3 and why do we have the EB3 here and like what is EBC. Mm-hmm. EB3 kind of like give us a benefit toward the path to the green card. Vâng. Yes. Yeah. Kính thưa quý khán thính giả, nếu mà quý vị nào đang thừa hưởng cũng như là những quý vị đang là du học sinh đang ở tại Hoa Kỳ này nhưng mà cái thời hạn là có thể là bắt buộc phải về Việt Nam sau những cái chương trình học mà quý vị muốn chuyển đổi để có thể sanh ở lại Hoa Kỳ vĩnh viễn thì xin quý vị gọi cho luật sư Don Dow, cũng giống như anh Sang Thai vừa mới trình bày, luật sư đã chuyển đổi cái chương trình từ du học trở thành là thẻ xanh vĩnh viễn ở tại Hoa Kỳ trong vòng 8 tháng thôi, thì quý vị không cần phải lo lắng về cái chương trình của mình nữa. Và xin thưa luật sư, thì khi luật sư đến với anh Sang Thai, luật sư nhìn hồ sơ như thế nào mà luật sư chuyển đổi từ L1 qua thành EB3? Dạ, chúng tôi ở đây chúng tôi có rất là nhiều kinh nghiệm với những du học sinh, thành thử tất cả những quý vị nào đang ở trong cái trường hợp là quý vị học năm thứ nhì hay năm thứ ba. Nếu mà quý vị muốn ở lại Mỹ vĩnh viễn thì xin liên lạc với chúng tôi, là bởi vì chúng tôi có một cái phương án là chúng tôi có rất là nhiều công ty ở tiểu bang California cũng như ở những tiểu bang khác. Những cái công ty đó sẽ bảo trợ cho quý vị hay là con em của quý vị, và sau một thời gian làm ở đó, con em quý vị sẽ có thể sang và ở lại đây vĩnh viễn. Dạ, yeah. Xin luật sư có thể nói thêm về cái chương trình EB3 này như thế nào? Những ai có thể chuyển đổi từ những cái chương trình của mình đến cái chương trình EB3? Dạ, yeah. Chương trình EB3 nói tổng quát là một chương trình cho phép những cái đại công ty của Hoa Kỳ xin phép Sở Lao động cũng như là Sở Di trú để mướn người ngoại quốc ở trong những cái job hay là những cái công việc làm mà họ có nhu cầu. Đặc biệt ở đây đó là những cái job đó phải được sự approval, tức là sự chấp thuận bởi Sở Di trú cũng như là Sở Lao động. Thì một khi có những cái sự chấp thuận như vậy đó, thì những công ty này được quyền mướn những người ngoại quốc và cho và Sở Di trú sẽ cấp cho họ thẻ xanh. Yeah. Và trong cái chương trình của anh Sang Thai như thế này thì bây giờ ảnh đã có thẻ xanh vĩnh viễn, thì anh vẫn có một cái benefit giống như là người resident ở tại California. Xin luật sư có thể nói thêm về. Dạ, yeah, đúng rồi. Tức là hiện giờ đó là một khi anh có thẻ xanh thì anh có thể anh trở lại học full time. Anh lấy cái degree của anh và anh có thể đi vào xứ Mỹ, và trong vòng 5 năm anh sẽ được xin citizenship, là xin quốc tịch Mỹ. Vâng. Dạ vâng. Wow. Xin thưa quý vị, nếu mà quý vị đang nghe chương trình này và thấy là người thân của chúng ta hay là chính chúng ta đang ở trong cái chương trình F1 là du học, thì xin quý vị gọi cho luật sư Don Dow ngay lập tức với số điện thoại là 888-202-2042. Có những cái gì thay đổi với những cái chương trình di trú hay không? Dạ, tất cả những quy chế về di dân thì trước tiên đó là, như là quý vị đã biết là hiện giờ đó là trong vòng 60 ngày nữa thì những người nào mà đang ở xứ Mỹ qua cái dạng DACA, tức là qua cái dạng mà những con em mà tới xứ Mỹ, nó không sanh ở xứ Mỹ nhưng mà nó tới xứ Mỹ lúc còn nhỏ đó, những em đó hiện giờ cũng khoảng hai mấy, nhiều có em cũng thậm chí cũng 30 tuổi, mà những em này sẽ bị trên căn bản là sẽ bị trục xuất, hồ sơ nó dính líu tới khoảng 700 ngàn người. Thì như quý vị biết là những cái chương trình như vậy đó thì nó có ảnh hưởng rất là tiêu cực tới cộng đồng di dân, không những người Việt mà những cái người sắc tộc khác. Thì chúng tôi hiện giờ đó là chúng tôi dự tính là ông Trump ông sẽ siết chặt hơn về cái quy chế EB3, tức là chẳng hạn như ông bắt người ta có trình độ anh ngữ cao hơn, hay là ông bắt những cái công ty mà bảo trợ những như là chẳng hạn những cây của Central đã phải làm những cái thủ tục khó khăn hơn, bị nhiều audit hơn chẳng hạn. Thì đó là những cái sự khó khăn trong năm 2018. Thành thử nếu mà quý vị nào có những cái nhu cầu thì mình nên xúc tiến hồ sơ càng sớm càng tốt, là bởi vì tình hình nó càng ngày nó xấu đi chứ nó không có dễ đi. Dạ vâng. Dạ xin thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn liên lạc trực tiếp
tiếp với luật sư, đó là tổ hợp luật sư Premier International Law Group, số điện thoại là 888-202-2042. Trước khi chương trình hết thì xin luật sư gửi đến những lời chia sẻ cuối của những phút cuối của chương trình. Một lần nữa chúng tôi khuyến khích quý vị là nếu mà quý vị có những con em đang học F1 mà con em đó muốn chuyển và ở lại Hoa Kỳ vĩnh viễn thì xin liên lạc với văn phòng chúng tôi. Và chúng tôi một lần nữa đã cảm ơn Sanjay. We thank you very much for coming and congratulations to your success. Yes, thank you so much for having me here. Nếu mà quý vị nào đang ở trong những cái chương trình như là L1 hay bất cứ những cái chương trình nào mà muốn chuyển đổi để có thẻ xanh thì xin liên lạc với lại văn phòng luật sư qua số điện thoại là 888-202-2042. Và thời gian chúng tôi cũng có nữa, cũng xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau. Chúng tôi là luật sư Đôn Đào và tổ hợp luật sư Premier International Law Group, chuyên về phá sản, trên 30 năm kinh nghiệm, chuyên xóa hết tất cả loại nợ personal và business bankruptcy, nợ thẻ tín dụng, xóa nợ equity, nợ nhì hay nợ ba nhà và giữa nhà chapter 13, nợ thua bài bạc casino makers, mọi loại judicial, judgment và home lien, nợ kiện tụng sau khi bị thu hồi hoặc kéo nhà, repossession hay foreclosure debt, nợ kiện tụng và hủy bỏ hợp đồng nhà, tiệm và xe, breach of contract debt, đụng xe với bất cẩn, tịch thu bằng lái xe, xin motion phá sản khẩn cấp, emergency filing khi nhà sắp bị foreclosure, mortgage garnishment và bank levy. Xin quý vị liên lạc chúng tôi 888-202-2042, 888-202-2042. Gửi lời chào thân ái đến luật sư Đoan Đào. Chào Quốc Thái, chào khán giả của đài. Vâng, đây là lần đầu tiên mà Quốc Thái được dự kiến anh cũng như là nói chuyện với lại luật sư. Dạ vâng. Quốc Thái vừa mới giới thiệu luật sư chuyên về nhiều nhất là về luật di trú. Về EB3, EB5, nhiều cái phương pháp. Thế thì thưa với luật sư, mình tổng quát một chút xíu về những cái chương trình đó của chính phủ Hoa Kỳ, nó như thế nào ạ? Dạ vâng, ở đây chúng tôi đặc biệt là chuyên về những cái lĩnh vực sau đây. Trước tiên là chương trình EB3. Chương trình EB3 là cho những cái đại công ty Hoa Kỳ mà họ có những cái sự khó khăn để họ recruit cũng như hay là họ mướn những cái người công dân Hoa Kỳ để làm những cái job nào đó, thì họ xin phép được chính phủ Hoa Kỳ để cho họ mướn những người ngoại quốc. Đó là một trong những chương trình. Rồi chương trình EB3, chương trình EB5 là chương trình cho người ta đầu tư để lấy thẻ xanh. Và chương trình EB1 là cho những cái người mà họ có những cái khả năng chuyên môn thì họ được tự bảo trợ họ đi vào Hoa Kỳ. Vâng, còn về L1 là như thế nào? L1? L1 là cái chương trình nó cho phép những cái những cái chủ công ty ở những xứ khác có thể mở một chi nhánh ở Hoa Kỳ, và qua cái dạng L1 thì sau khi họ đã quản lý một thời gian thì họ sẽ được được ở lại Hoa Kỳ sau 12 tháng. Khi đã nói về di trú thì phải nói hết về vấn đề mà du học sinh thì sao, ở văn phòng có đảm nhiệm về vấn đề đó không ạ? Dạ vâng, về vấn đề du học sinh đó, ở đây chúng tôi có một số những cái thành công rất là mỹ mãn. Vâng. Chuyển những cái người đã học đã qua Hoa Kỳ qua cái dạng du học sinh thì chúng tôi chuyển họ qua EB3 để họ ở lại, và sau đó họ có thể trở lại đi học vấn. Dạ vâng. Và lấy được cái tuition rất là rẻ. Cảm ơn luật sư Đoan Đào rất nhiều. Thưa quý vị, luật sư Đoan Đào cũng thấy cũng đã biết được ông rất là lâu. Khi mà ông có những cái hồ sơ mà mời quý vị từ Việt Nam qua bên này đó, thì thường thường cái phần trăm nó rất là cao để mà thành công mời quý vị qua. Thế thì với luật sư, chắc ngày hôm nay khán giả của Thái cũng muốn biết rằng là văn phòng tổ hợp luật sư Đoan Đào đó khác biệt với lại những tổ hợp luật sư khác như thế nào về vấn đề di trú? Dạ vâng, ở đây chúng tôi đặc biệt là bởi vì chúng tôi đã làm việc rất là lâu năm với những cộng đồng khác, đặc biệt là chẳng hạn như cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Hồng Kông, v.v. Chúng tôi có những luật sư có khả năng nói được tiếng Hán, nói được tiếng Đại Hàn và nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Tây Ban Nha. Thành thử chúng tôi có những giàu những cái năm kinh nghiệm như vậy đó, thì chúng tôi áp dụng vào những cái hồ sơ mà có thể nói là khó khăn. Thì trong cái trường hợp như vậy đó, mình có những cái khả năng chuyên môn
do những cái kinh nghiệm mà mình có bao nhiêu năm. Nào luật sư Đoan Đào Quốc Thái muốn xin phép hỏi thẳng, hỏi thật với luật sư là tại vì chương trình của luật sư Đoan Đào sẽ đến với tất cả quý khán giả hàng tuần. Thế thì để làm quen với lại tổ hợp luật sư Đoan Đào đó, thì luật sư cho biết rằng là ở ngoài kia, nhất là thị trường Việt Nam này, trong cái khu Việt Nam có rất nhiều những dịch vụ về di trú, về nhập tịch này vân 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 vân. Nó khác biệt với lại những cái văn phòng tổ hợp luật sư như là Đoan Đào, thì nó như thế nào? Cho khán giả biết một chút xíu về khái niệm đó. Dạ vâng, cái khác biệt giữa một văn phòng tổ hợp luật sư đó với những cái dịch vụ đó là khi mà chúng tôi thụ lý cái hồ sơ của khách hàng đó, chúng tôi là những luật sư thụ thực ở những cái tòa án liên bang cũng như là tòa án immigration. Thành ra bất cứ nếu mà có những cái sự khó khăn, quý vị gặp những sự khó khăn thì chúng tôi có luật sư trực tiếp ra tòa để chẳng hạn như kháng án, hay là có những cái vấn đề mà chỉ có luật sư mới làm được thôi. Trong khi những cái văn phòng dịch vụ đó họ chỉ có thể giúp quý vị chẳng hạn như về vấn đề giấy tờ này kia, nhưng mà họ không có thể tranh chấp những cái hồ sơ của quý vị trong tòa án được. Nào cái văn phòng ở bên Việt Nam của tổ hợp luật sư đó nó có giúp ích được nhiều cho cái vấn đề di trú và giấy tờ không ạ? Dạ vâng, thì phần lớn ở Việt Nam đó thì những nhân viên ở đó họ chỉ cái phần lớn là nhắm vào, một là để theo dõi những hồ sơ, và hai nữa là nếu trong trường hợp những khách hàng nào mà sửa soạn đi nó gọi là consular interview đó, thì họ giúp họ đi interview ở tòa đại sứ ở Hà Nội hay là ở lãnh sự ở Sài Gòn. Dạ vâng. Thưa quý vị, một lần nữa thì quý vị nhìn thấy cái hình ảnh của luật sư Đoan Đào đang nói chuyện với tất cả quý khán giả. Và nếu mà quý vị nào muốn biết thêm chi tiết hoặc là có nhiều câu hỏi về vấn đề di trú hoặc là bất cứ những câu hỏi gì về luật pháp, quý vị có thể liên lạc qua cái tổ hợp của luật sư Đoan Đào qua cái số điện thoại ở trên màn hình quý vị nhé. Quý vị thấy ngay đây 714-254-5166, đó là địa phương. Còn nếu mà quý vị nào gọi số điện thoại miễn phí thì gọi 888-202-2042 quý vị nhé. Đó là số điện thoại của văn phòng luật sư Đoan Đào từ Premier International Law Group. Bây giờ có lẽ rằng còn một vài giây phút cuối nữa mình sẽ đi vào một trong những cái chương trình như là EB3 hay là EB5. Luật sư muốn lựa một cái nào đó để khán giả Quốc Thái có thể biết được ạ? Dạ vâng, ở đây chúng tôi muốn với cái thời gian giới hạn đó thì chúng tôi đặc biệt là muốn giới thiệu với quý vị những cái chương trình nào mà quý vị đã có con em đang đi học cái dạng F1 ở Hoa Kỳ. Thì như quý vị đã biết là những cái trường hợp như vậy đó quý vị phải trả cái tuition rất là cao. Đúng rồi. Thì mà hai nữa là sau khi con anh em của quý vị học xong đó thì họ phải đi về xứ nếu mà họ không có công ty bảo trợ. Thì ở đây đó chúng tôi có cái chương trình đặc biệt là chúng tôi có những cái đại công ty mà họ có thể họ bảo trợ cho con em của quý vị. Con em quý vị đi làm đó một thời gian và trong lúc đi làm vẫn có thể đi học part time để finish cái degree của quý vị. Và một khi quý vị lấy được thẻ xanh qua cái dạng EB3 thì quý vị được cái quyền trở lại quý vị học xong cái degree của quý vị, và hai nữa là cái tuition của quý vị đó nó sẽ có thể nói là nó rất là thấp, nó giảm đi nhiều. Chẳng hạn như có một số khách hàng mà chúng tôi trong những cái chương trình tới sẽ được mang họ lên đây giới thiệu cùng quý vị, những cái tuition của họ có thể giảm từ 30.000 một năm xuống còn có khoảng 8-9.000 một năm. Dữ dội thế là trong Quốc Thái cứ nghĩ là trong cái một cái degree mà con cái của mình học 4-5 năm có thể tốn cả $100,000 mà bây giờ nó xuống còn chỉ có một phần năm thôi. Thì trong cái trường hợp gì nó có rất là hữu ích. Nhưng mà họ phải ở đây bao lâu thì để mà được hưởng cái chương trình mà luật sư vừa mới đưa ra? Tức là nói tổng quát là họ phải ký hợp đồng đi làm với những công ty nó sẽ đứng ra nó bảo trợ cho quý vị. Ít nhất là 12 tới 24 tháng. Trong cái trường hợp đó quý vị đó sẽ chuyển từ F1 qua cái chương trình EB3 và sau đó sau khi hết cái hợp đồng đó thì còn những con anh quý vị có thể trở học full time. Nhưng mà tổ hợp luật sư Đoan Đào có những cái đại công ty đó sẵn sàng để mà làm công việc đó hay không, hay là phải đi tìm chúng tôi nếu mà họ có những công ty họ có tự muốn bảo trợ thì chúng tôi có thể làm việc. Và hai nữa là chúng tôi cũng có những cái hợp đồng với những cái công ty để họ đứng ra họ bảo trợ cho con em quý vị. Vâng, và đó thưa quý vị, đó là cái sự khác biệt giữa Premier International Law Group với lại tất cả những dịch vụ ở ngoài kia đang có mà để phục vụ cho cộng đồng. Thì thưa quý vị, mọi chi tiết quý vị nên nâng điện thoại gọi cho luật sư Đoan Đào để mà ông có thể giải quyết cho quý vị một cách dễ dàng quý vị nhé. Lúc nào chúng tôi cũng có nhân viên trực điện thoại 24/24. Vâng. Và chúng tôi không những làm việc với cộng đồng Việt Nam không, mà chúng tôi làm việc với cộng đồng Hàn Quốc, cộng đồng người Hoa
Thành ra chúng tôi có những nhân viên có thể nói được nhiều thứ tiếng. Vâng, cảm ơn luật sư Đoàn Đào rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, vậy thì thời gian không còn nhiều nữa. Anh em chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị tổ hợp Premier International Law Group do luật sư Đoàn Đào đảm nhiệm ở đó. Và ông có rất nhiều những luật sư khác nữa làm việc cùng với ông. Và mong rằng là với những cái kinh nghiệm của ông có bao nhiêu là chục năm vừa qua và những cái network của văn phòng có thể dẫn dắt quý vị một cách dễ dàng về vấn đề di trú quý vị nhé. Xin liên lạc với lại luật sư Đoàn Đào ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Nếu mà luật sư có những lời gì cuối để chúng ta có thể kết thúc ngày hôm nay. Dạ vâng, hiện giờ như quý vị đã biết với cái thời của Tổng thống Trump thì tất cả những cái vấn đề về di dân nó trở thành rất là khó khăn. Và trong vòng 6 tháng tới 1 năm tới đó, những cái điều khoản mới sẽ trở thành hiệu lực. Nếu quý vị nào có nhu cầu, xin quý vị liên lạc văn phòng rộng càng sớm càng tốt để tránh bị những cái sự khó khăn do những cái điều khoản mới của chính phủ ông Trump đưa ra. Hay quá. Đó là luật sư Đoàn Đào, thưa quý vị. Một lần nữa xin gọi cho luật sư Đoàn Đào quý vị nhé. Và chương trình chúng tôi xin phép được tạm ngừng ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn. Kính chào quý vị. Chúng tôi là luật sư Đoàn Đào, chủ nhân của Premier International Law Group. Nếu quý vị thiếu nợ credit card, tiệm và xe, bị những cái tình trạng khó khăn nhìn vào nhà thương rồi không có tiền trả nợ, chúng tôi là một tổ hợp luật sư đã hành nghề bankruptcy, luật phá sản trên 30 năm. Chúng tôi sẽ dùng tất cả những cái phương thức và ngừng tất cả những cái quấy nhiễu của chủ nợ. Xin quý vị liên lạc cho văn phòng chúng tôi là 888-202-2042, 888-202-2042.